Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên những mặt hàng rất là đẹp gửi tới các bác đây. Đây là một giò kiều siêu tím nha các bác nhá. Kiều siêu tím, nụ tím ngắt này. Đấy, rất nhiều nụ nụ tím ngắt này các bác này. Đấy, nụ nó như này, nó đã tím ngắt như này nhá. Đấy, các bác nhìn đẳng cấp chưa? Nụ tím ngắt luôn nhá. Giò số 1 của em có giá là 600.000 các bác nhá. Siêu tím nhá, cái dòng này nhá. Kiều siêu tím số 1 của em có giá 600.000 đây này. Những cái nụ nó bé mà các bác nhìn nó tím ngắt như này. Đấy, kiều siêu tím số 1 nhá, 600.000. 600.000 cho giò số 1 kiều siêu tím. Đấy, nó như này. Quay kỹ ra cho các bác nhìn. Đấy, siêu tím luôn. Số 2 nhé các bác nhá. Số 2 là một giò kiều vuông Lộc Bắc nhá. Một giò kiều vuông Lộc Bắc như này nhá. Đấy, mã số 2 của em có giá 350.000. Đấy, một cái giò kiều vuông Lộc Bắc này. Đấy, nó như này đây. Mã số 2. Đấy, quay như này cho các bác nhìn nó mới rõ này. Có giá 350.000 nha các bác nhá. Đấy, cho mã số 2. Rất đẹp luôn, đẳng cấp luôn. Số 3 này các bác này, số 3 là một chậu nhạn này. Đấy. 3 cây, 1 2 3. Đấy. Cái nhạn này thì em không biết tháng 3 hay, tháng 4 hay tháng 8 đâu nha các bác nhá. Em chỉ bán là nhạn thôi nhá. Nhạn này nó là nhạn rừng cho nên là chưa biết mặt hoa cho nên là không biết tháng 3 hay tháng 4 hay tháng 8. Đấy. Mã số 3 nhé các bác nhá. Mã số 3 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, một chậu ám cổ Văn Giang nhá, phi điệp ám cổ Văn Giang. Đấy. Cái ám cổ Văn Giang thì này thì phân biệt nó cũng rất dễ thôi các bạn. Thân nó tía tía này, về cái đặc điểm của nó thân nó tía tía này, và cái thứ hai là cái lá nó xẻ này, đầu lá nó xẻ như này này. Đấy, phân biệt cái ám cổ Văn Giang nó cũng rất dễ thôi. Mã số 4 nha các bác nhá, có giá 300.000, một cái chậu rất là nhiều thân luôn, ám cổ Văn Giang. Mã số 5 này các bác này, mã số 5 là một giò cáo Lai Châu này, cáo chuẩn rừng Lai Châu nhá các bác nhá. Cáo này cáo giống thôi nhưng mà nó cũng đã có hoa rồi. Đấy, cáo giống chuẩn rừng Lai Châu. Rất là VIP luôn nha các bác nhá. Mã số 5 của em là có giá là 500.000 nha các bác nhá. Một cái chậu 5 cây như này nhá. 1 2 3 4 5 cây nha các bác nhá. Mã số 5 của em có giá 500.000. Mã số 6 này các bác này. Quế Châu nha các bác nhá. Cái này thì em mới ghép lên, em mới ghép rễ nó cũng đang bắt đầu bám thôi nha các bác nhá. Đấy, mã số 6 này, một chậu quế châu các bác nhìn chất VIP không? Cực kỳ VIP những cái này, em nói thật các bác, cái nuôi để mà làm sau này làm tác phẩm thì cực kỳ chất lượng. Quế châu bản lá rất là to và cây xanh rất đẹp. Mã số 6 của em có giá 450.000 nha các bác nhá. 450.000. Đấy, quế châu nha các bác nha. Mã số 7 này vẫn là quế châu này các bác này. Dòng quế châu này. Đấy. Mã số 7 cũng 450.000 nha các bác nhá. Cái này thì em trồng trên một cái đĩa dớn thôi. Nó gọi là đang bắt đầu ra rễ. Thì em gửi về cho các bác cứ thế này, các bác mua cái chậu các bác cứ thế các bác thả vào và cho thêm vỏ thông hay cho thêm cái gì vào nó lên rất là mạnh luôn nhé. Và đặc biệt cái này này, các bác mà muốn giữ được cái bản lá to ấy, lá đẹp ấy, thì các bác cho thêm cái túi phân dê vào đây cho em là một này. Cái thứ hai là các bác cứ khoảng tầm 5-7 ngày các bác phun cái phân bón lá cho nó ăn, cho nó ăn qua lá thì cây của nó phát triển rất là mạnh và giữ được cái chất rụt rịt nhá. Lá nó ngắn này các bác này. Đấy, quế châu nó như này này, ngắn này, rụt rịt như này. Đấy. Mã số 7 của em cũng có giá 450.000 nha các bác nhé. Đấy, nó như này nhá, xanh mướt như này nhá.
mã số 7 của em cũng có giá 450.000. Đấy, mã số 8 này, một cái quế, cây quế nó cũng bình thường thôi. Đây này, em so sánh cho các bác này. Đấy, quế trầu lá nó như này, chất lá này. Đấy, đây, quế thường đấy nha các bác nhá. Quế thường. Mã số 8 nha các bác nhá. Mã số 8 có giá là 300.000. 300.000 quế thường này. Đấy, cây cao to hơn những cái dòng này. Cây nó cao to hơn nhưng mà giá rẻ hơn. Đấy các bác nhá. Mã số 8 của em có giá 300.000, ba cũng ba cây nhá. Cũng có giá 300.000. Mã số 8. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đây, em quay lại một lần nữa cho các bác so sánh. Sao lại cái những cái cây này nó vip như này, chất cây chất lá như thế, giá nó cao như thế nhá. Đấy. Đấy như này, các bác nhìn rõ nhá. Đấy, chất cây chất lá nó khác, giá tiền cũng khác nhưng các bác, những cái cây này mà nuôi lâu năm lên thì cực kỳ vip luôn. Tiếp theo mã số 9 này các bác này, mã số 9 là một cây nhạn 4N nha các bác nhá. Một cây nhạn 4N. Đấy. Rất là đẹp luôn. Lá rất to nha các bác nhá. Lá rất to. Mã số 9 của em có giá là 300.000 nha các bác nhá, một cây nhạn 4N như này. Đấy, 300.000 cho một cây. Cho mã số 9 nha các bác nhá. Đấy, nhìn nó đẳng cấp như này. Tiếp theo này các bác này, mã số 10 là một cái chậu đen rô đỏ nhá, hoa đỏ chót nhá. Hoa đỏ chót nhá, mã số 10 của em có giá 350.000. Đen rô đỏ như em rất nhiều, mỗi ngày em chỉ lên một chậu thôi nhá. Mỗi ngày em chỉ lên một chậu, còn bác nào mà muốn lấy thêm thì em sẽ kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình cho nhá. Mã số 10 của em có giá là 350.000 nha các bác nhá. Đen rô đỏ. Đấy, một cái chậu như này. Rất là vip luôn. Cực kỳ đẹp. Mã số 11 này các bác này. Mã số 11 là một chậu đùi gà tròn nhá. Đùi gà Lai Châu này. Chất cây thì cực kỳ đẹp luôn các bác. Thân nhìn cái thân nó đẹp long lanh, mập ú luôn. Đấy. Mập ú luôn nhá các bác nhá. Mã số 12 của em có giá là 280.000 nha các bác nhá. Cho chậu đùi gà tròn như này nhá. 280.000. Cho mã số 12 nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem chất cây đẹp long lanh. Đấy. Đẹp vàng óng luôn. Mã số 12 của em có giá là 280.000. Mã số 13 này các bác này, là một cái chậu nghệ tâm này, hoàng thảo nghệ tâm này. Đấy, hoàng thảo nghệ tâm nhé các bác nhé. Thân thì dày đặc luôn. Mã số 13 của em có giá là 350.000 nhé. 350.000 cho chậu hoàng thảo nghệ tâm như này. Cực kỳ vip các bạn. Đấy, quay cho các bác nhìn cho nó kỹ. Hoa thì rất thơm nhé các bác nhé. Mã số 13, 350.000 hoàng thảo nghệ tâm. Mã số 14 này các bác này. Mã số 14 đây là một cái giò hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Hoàng thảo vôi. Một giò hoàng thảo vôi đẹp long lanh như này nhé. Mã số 14 của em có giá là 280.000 nhé. Cho giò hoàng thảo vôi như này. 280.000. Đấy, một cái giò như này. Hoàng thảo vôi rất là chất luôn các bác. Thân thủ rất đẹp. 280.000 cho mã số 14. Một cái giò như này nha các bác nha. Mã số 15 này các bác này. Một giò giả hạc hoa hồng đỏ này. Hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Mã số 15. Đấy, một giò như này. Giả hạc hoa hồng đỏ. Đấy, ghép như này. Mã số 15 của em có giá 180.000 nha các bác nhé. 180.000 cho mã số 15. Đấy. Các bác cứ mua những một cái chậu như này về, nhưng mà trông này nó về hoa rực rỡ luôn. 180.000 nha các bác nhé. Cho mã số 15. Giả hạc hoa hồng đỏ. Mã số 16 này các bác này.
một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá các bác nhá. Một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố. Đấy, đẹp chưa các bác? Đẹp long lanh luôn, rất nhiều thân. Khi mà nó nở hoa ra nó như một cái rèm rất là đẹp. Mã số 16 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Rất đẹp luôn các bác. Cái này thì toàn thân có hoa nhé các bác nhé. Thân già thì em đã cắt hết rồi. Toàn bộ đây là thân hoa nhé. Mã số 16, 350.000. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Đây em để xa xa cho các bác nhìn cho nó rõ nhé. Mã số 16 này các bác này. Mã số 16 này các bác nhé. Một giò long tu xuân. Mập u hụ luôn. Đấy, giò long tu xuân. Mã số 16 long tu xuân nhé các bác nhé. Long tu xuân. Có giá là 200.000 nhé các bác nhé. 200.000. Cho giò long tu xuân như này nhé. Đẹp chưa các bác? Nhìn đã con mắt luôn. 200.000 cho mã số 16 nhé các bác nhé. Long tu xuân. Mã số 17 này các bác này. Đây là một giò hoàng thảo vôi nhé. To bự luôn. Thân dài nhất của nó chắc được khoảng 80cm nhé. Đấy. Một giò hoàng thảo vôi to bự luôn. Đấy. Mã số 17 của em có giá là 380.000 nha các bác nhé. Một giò hoàng thảo vôi to vật vã. Có giá 380.000. Đấy. Cho mã số 18 nha các bác nhé. Cái này mã số 18. Hoàng thảo vôi nha các bác nhé. Mã số 18 hoàng thảo vôi 380.000. Một cái bảng rất là VIP này các bác này. Đấy, nhìn rất là đẹp nhé.